Đó. Đây là thành quả của mình tập trồng rau sạch. Đây là rau cải. Rau cải các bạn. Mà mình trồng nhiều quá. Mình cầm mình rải 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 luôn nhiều quá. Lâu Cho quá nên nguy cơ hàng lại luôn. nó nhiều quá. Nhà Giờ ăn sao hết? giờ nó non vậy nấu mì tôm bỏ vô quất luôn. Còn bên đây là cái đây nó cải gì bé, cải thì hả? Cái đâu có biết anh tặng mà sao phải biết. Cái cải gì trong mấy cái bịch đó? Thì nó có hai loại cải, một Đây là là rau muống. sữa, một là cải Rau muống nè. Còn bên đây hình như là cái cây húng quế sao ấy. Cây quế á. Nó lúng phúng này. Cái này được hình như là 9 ngày các bạn. còn đây là cây ớt. 9 ngày bao nhiêu rồi. Còn đây là cây ớt. Chưa có trái. Nó dài mà nó chưa có trái. Bỏ nhiều quá. Bên đây rau muống. Rau muống. Mẹ dăm đâu rồi muốn Tất cả đều là trời, rau sao bé dăm nó kiểu gì mà bé dăm một hàng vậy trời, đâu muốn mà dăm hàng thứ thưa đó chứ. Cái đây ra nhanh này các bạn, kệ nó ba cái mẹ ăn là bấy hỏng luôn rồi. Ba ơi, xíu mà sao trên chi ba đang quay phim mà không con. Coi chừng lấy cái gối dơ nha. Đây là rau muống nha. ba có Cái cái cây này gì nó có vậy cái hộp ba? như này các bạn. Ba có cái hộp hộp là cái gì vậy? Chiếc hộp rau muống ở đó xuống. Mấy cái hộp của trên cái lá. Hộp hộp này nè là cái gì vậy? Qua bể này chứ không. Qua rau quế. Hai cái này rau quế có hai cây mà không biết cái bịch nào của rau quế. Từ từ rồi sẽ biết nha. Rồi các bạn nào đã và đang biết trồng rau, các bạn comment bên dưới hướng dẫn mình cách trồng nha các bạn. Này mình mới có rải hộp lên thôi chứ mình cũng chưa biết làm gì luôn nha. Đó, trong đây thì mình cũng rải thí tới rút kinh nghiệm. Rau muống ở về quê là người ta trồng đóng bự chà bá, ở đây trồng cái hũ nhỏ xíu à. Không biết cái Ủa, anh này trồng cái đủ cây ngay gì không? mà nó như chưa có vài hộp này. Anh cũng không biết nữa. Ở trong cái bịch đó có mấy cái tên của bịch đó, sao nhưng nó mà ít vậy? không biết anh trồng Hình như là quế nè. Cây quế. quế đâu mà lên nhanh quá vậy. Cây thìa nó mới lên nhanh nè. Con giỏi. Mà anh